Xin chào tất cả các anh em. Thì hôm nay là nhân ngày sinh nhật của mình, là ngày 20 tháng 8. Mình vừa tròn 40 tuổi. Thì thưa các bạn đó, từ khi mình ra trường và đi làm đây là 17 năm. Cho nên cái nhân dịp của ngày hôm nay á, thì ông bà xưa có câu đó, 30 lập thất. Thì 40 á, thì phải biết cái việc mình làm đúng hay sai. Thì mình nghĩ là bắt đầu là một cái chương trình mới trong cuộc đời của mình, đó là nhân ngày dịp ngày sinh nhật của mình. Thì mình sẽ sửa sai tất cả những gì mà từ khi mình ra trường. Thì chia sẻ với các bạn đó là khi mình ra trường đó, thì mình ôm được ba cuốn sách của thầy Nguyễn Thế Kiệt thì còn giữ được một cuốn, tại vì sách này thì nó chỉ là photo trắng và đen mà thôi. Thì các bạn cứ nhìn thấy là mình đi ra trường thì mình làm bên cái mảng ME, có nghĩa là mảng cơ điện. Thì sau khi mà mình sẽ biết rằng là, thưa các bạn, đó là sách mình đã bỏ một số cái nó nằm ở phía ngoài, thì và sau đó mình đi tìm đến thầy Nguyễn Thế Kiệt thì mình học được 5 môn, đó là cái môn giải thích mạch điện, môn cung cấp điện, và môn truyền động điện, và môn PC. Thì tưởng chừng như là chúng ta đã biết về nó, nhưng học càng sâu thì thấy kiến thức của mình càng yếu. Khi mình chia sẻ đôi lời với các bạn đó, cái nền toán là cái quan trọng nhất mà để chúng ta học các bộ môn này. Như vậy toán chúng ta đưa vào vật lý để chúng ta tạo ra điện, đúng không ạ? Thì như vậy thì cái nền toán nó sẽ tạo cho chúng ta cái tư duy để chúng ta giải bài tập, để chúng ta thấy được rằng là để giải quyết những bài toán này là chúng ta hiểu được bản chất của điện, và sau đó chúng ta kết hợp với toán để chúng ta làm. Thì như vậy thì các bạn sẽ thấy là khi mình ra trường mình ôm những cuốn sách này đi, thì mình sáng tạo ra được 5 cái công thức mà mình chia sẻ cho các bạn. Chúng ta sẽ làm sao đó chúng ta học rồi chúng ta chuyển cái lượng hóa kiến thức dày đặc như thế này về cho chính bản thân của mình. Và xin chia sẻ cho các bạn biết rằng là cái việc học là việc học cả đời, chứ không phải là chúng ta vừa tốt nghiệp đại học xong thì có nghĩa là kết thúc. Như vậy thì nhân dịp mình vừa tròn được 40 tuổi, nên đôi lời chia sẻ với các bạn tân kỹ sư, các bạn sinh viên là việc học cả đời. Làm sao mà di chuyển cái lượng kiến thức này biến vào thân ở trong cơ thể người của mình, nó giống như một cái nghề mà nó theo cả cuộc đời của mình. Xin chia sẻ đôi lời vào những cái ngày sinh nhật cho mình biết là đúng hay sai. Xin chào các bạn.